quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị. Thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì có cả một anh chuyên về làm xay nữa. Có cả thêm một số cô bác là hàng xóm xung quanh em Sử nữa. Thì ra và cùng cháu Lực để thảo luận xem là cái phần nền đất của các em này có tiếp tục đào nữa không cô bác. Hôm nọ thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên rồi, thì nó đào đến cái tảng đá này thì nó bị giò nước ở đây ra này cô bác này, cái giò nước ở đây ra và ở bên này nữa thì cháu Lực với em Sử quyết định là sẽ không có đào nữa và muốn hỏi thêm ý kiến của tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả những ý kiến mà xung quanh hàng xóm xung quanh và hỏi tất cả những ý kiến mà có cô bác nào biết rồi thì có thể chỉ dạy cho cháu Lực với. Bây giờ thì cháu Lực đang tính là sẽ đào lại cái phần này này các bác này, đào lại cái phần này để đi này, và sau này nếu mà đào xong cái phần nền thì đằng sau có thể làm một cái ránh nước cho nó để thoát nước này, chứ không là đến hôm nay thì chắc là cái phần nền của nhà em Sử đã đào xong rồi nhưng mà gặp cái vấn đề là gặp phải cái nguồn nước mà nó chảy ra máy chố liền đấy cô bác. Các bạn nhà bé này khâu bắn này cho lên nhiều nè. Làm ở dưới nhà kia thì nó là cái nhà ở dưới nó đào. Đào cái nào có nước nhờ, bây giờ nó là cái nguồn nước của nó chảy ra đây chứ có phải. Chưa đào em đã sợ là có nước rồi. Nếu thế thì không đào nó. Bây giờ quan trọng là để cho em Sử nó đào bên kia đi để cho nó được đồng bằng đủ chỗ nhà ở đi. Cho mà đến lúc mà nó có nước là khắc phục sau. Nếu mà cảm giác mà nó không ổn cái làm nhà mà nó mà nước nó chảy nhiều xung quanh ấy thì thôi để cho em ấy làm ruộng đi, bỏ công ấy ra để cho em đào kiểu đấy để sau này nó em ấy lại có thêm đám ruộng thôi, còn không thì đào bên này nào đào bên này cũng sợ cũng bị như bên kia thì giờ làm nào được. Giờ quan trọng không thì đào bên này thì chú kia có thì chắc là nó sẽ cho nó chảy sang bên kia luôn. Bây giờ mà đào đến tận đây này thì đằng sau nhà thì làm một cái ránh để không cho nó đi chảy đi từ đây lên nhà từ dưới kia lên đây. Anh không đủ, nó phải đến tầm này mới đủ khoảng. Em còn để về xung quanh nhà nó phải 2 mét xung quanh nhà chạy xung quanh nhà chứ, để 2 mét chạy xung quanh nhà nó phải tầm để đằng này 6 mét đúng không, 6 mét em phải làm 8 mét, 2 mét sơn 2 mét đằng sau để mình còn cho rãnh nước mình đi đằng sau nhà thì nó sẽ cách cái tả ly là độ tầm hơn 1 mét với lại 2 mét đấy. 2 mét đằng trước 2 mét nữa 4 mét rồi cũng phải 10 mét nữa tầm này, đến tầm chú anh này là ok rồi. Bây giờ nếu mà đào ở phân này em Sử thì đang là muốn là lại đi cái chỗ nhà cũ của em ấy ở này cô bác này, nhưng mà ở dưới kia thì lại không có sóng điện thoại này, chỉ có là dưới nhà cũ này thôi. Dưới nhà cũ kia phải phá nhà kia đi à? Phá nhà đi kia, nhà đấy thì kiếm để
Giờ đấy thì vẫn để, nhưng mà bây giờ để nó lại vật liệu nó lại khó. Nhưng mà quan trọng là lấy vật liệu em đâu ra. Em bây giờ lại vật liệu của em chở hẳn 2 cây số này thì em bảo bao giờ em mới được cái nhà. Nhưng mà ở dưới kia là quan trọng là nó không có sóng điện thoại để máy. Sau này mà các bác mà muốn mua tivi cho thì lại không có dùng được. Không mạng để mà dùng. Ở đây thì mọi người bảo em là làm không được à? Là mấy bạn chơi với em hay như nào? Hay là các bác lớn tuổi? Các bác lớn tuổi à? Người ta dưới xuôi người ta còn cho hẳn là mẹ có nước, người ta cắm cọc, người ta làm nhà trên mặt sống, bảo là bảo làm nhà không tốt. Chứ quan trọng là mình khắc phục được nó bình thường. Bây giờ thì chú kia thì đào là nó có nước ở trên đúng không? Cái chỗ này thì nó là từ kia ra thôi mà. Bây giờ thì chắc là phải tắc ạ. Bây giờ thì chắc là phải là dừng lại cái việc đào nền 1-2 hôm của bác. Bây giờ thì đang có cái nguồn nước này, nó rất là khó. Thành ra là em Sử thì bảo muốn là quay lại chỗ nhà cũ em mới để làm. Hôm nay thì lên với cháu Lực thì cũng có anh là làm ở bên xây dựng của bác. Thì anh thì tại vì anh về quê, cháu Lực cũng muốn là hỏi anh về ý kiến mà bây giờ đào cái phần nền nhà gặp phải cái phần nền gặp phải cái nước này thì theo anh nếu mà để mà đào tiếp thì sợ sau này nó có bị ảnh hưởng không anh? Đào mình khắc phục đường rãnh nước chạy xung quanh nhà đúng không? Mình làm mương chạy xung quanh nhà. Thì nước này, nó bây giờ mùa này là mùa có nước, nó ở đâu mình khắc phục ở đấy rồi, xong đến sau này mới không ảnh hưởng gì cả. Đến mùa nó nước nó chỉ có 2 tháng này mới có nước thôi, nó không phải là quanh năm nó có đâu. Đúng rồi, cái nguồn nước này chỉ có quanh năm thôi. Hôm nọ thì đang đào thì gặp nước này, thành ra là em xử là em mới bảo là phải dừng lại đó. Đây nước nó chảy lung tung này làm sao nó có quanh năm được. Tháng nào nó có 1-2 tháng này thì vẫn lấy được mà, vẫn khắc phục được bình thường. Trước ở trên kia có ở trên kia ở, nhưng mà ở đây trong này có nước đâu. Trước chưa đào cái này làm gì để đây có nước. Trước giờ đào ra là có ở đây đúng không? Tức là có mưa ở đây đúng không? Xong là đào lúc đào thì xong nó lại chảy ra bên này đúng không? Này nó chảy lung tung thôi. Nếu như theo như anh là cái này cứ đào đủ đi, đào đủ kích thước trong đến lúc mà nước nó như thế nào thì anh tính sau. Đến lúc đấy mà không làm được, không làm được thì tính sau khắc phục nó sau. Bây giờ nếu mà đào đủ mà sau này không làm được thì sự lại trả công vớt đấy nhỉ? Trả công thì việc trả công thì đơn giản thôi đúng không? Em cũng có thể lấy trồng lúa được bình thường luôn đúng không, chứ không phải là mất công đi đâu cả. Bây giờ mình đang đào rửa giang này nó khó khăn phức tạp nhỉ. Lên cứ lên khối à, lên cứ lên từ bên năm bố hả, khối à lên từ bên năm bố cả nhà chứ không được người ta khai cái nhà thầy cho thấy được online nào online cho nó du khai cho nó là thật sự du khai. Nhưng mà chỗ này nó có chảy liên tục không Sử? Được là mấy tháng rồi. Chảy lâu không? Nó 1-2 tháng rồi. Nó chảy 1-2 tháng rồi. Tháng nào hay có luôn.
Tháng 6, tháng 7 bây giờ mới có tháng 8. Đến tháng 10 là nó hết ở ngoài nước rồi ấy. Đến tháng 10 nó hết. Nhưng mà bây giờ đến lúc mà nó không có bị ra cái nguồn nước này này, mình đào rồi sau này mình làm nhà thì đấy nó cũng... Đấy mình không biết là cái nguồn nước nó từ đâu ra khắc phục được ấy. Thế mới khó. Mùa con nước này là mình có thể chất được bình thường rồi. Có thể nói bây giờ thì rất là khó khăn về cái phần đào nền nhà của em Sử các bác. Bây giờ thì đang có nước rất là nhiều. Ở xung quanh ngôi nhà của Sử thì xung quanh đây thì lại không có chỗ nào để mà người ta mà bán đất cho em với nữa các bác. Mà nếu mà bây giờ mà chỗ này mà không làm được nữa thì di chuyển lên xuống với cái phần nền nhà cũ của em làm thì cái phần sóng điện thoại thì nó cái phần đấy thì nó không có, thành ra là cũng rất là khó. Bây giờ thì nhà Sử thì có một cái chỗ phần đất ruộng ở bên kia nữa đúng không? Bên đấy thì bây giờ không biết là khi bên xá thì bên xá có cho làm không? Người ta vẫn làm à? Thế thì về anh thử hỏi ý kiến ở bên xá xem là tình hình nó như nào rồi thì lại tính tiếp. Sử thì em ấy rất là cẩn thận các bác. Đào nhà thì cũng được là các bác hàng xóm bảo là nếu mà có nước thì làm nhà nó sẽ không tốt, cho nên là em không có muốn gọi là đào thêm nữa. Cái phần ruộng bên kia thì bao giờ được gặt nhỉ? Chỗ đấy thì mấy mũ cũng không có vào được rồi nhỉ. Nếu mà chỗ đấy thì người ta gặt lúa hết rồi thì mới đào được. Nhưng mà không có nước là mấy mè đào xong ấy nhỉ. Bên kia có nước uống à? Bên kia có nước vài có nguồn nước uống à? Là cái gì à? Có cháo sợi và cái gì bắt tay nhau. Còn là cái mới sợi. Bên kia nhà mình có nguồn nước uống không? Nếu mà còn có nước uống để còn nước sợi chứ. Cái chân là cái gì sao? Cái gì sao cái lắc không? Đó cái chân là cái tàu. Cái nó không được sợi đâu. Đến lúc mà không có nguồn nước uống chắc là phải nếu mà lại ra chân bên này kéo thôi. Lại ra đây ngoài này kéo đi dây nước à? Ra bên này kéo rồi bên kia không có nguồn nước. Sau này em kéo rồi thì sau này em ở đấy có nước uống nữa, em đi ở đấy em còn có nguồn nước để uống, chứ còn không có nguồn nước để uống nữa thì em lại đi vác từng xô nước thì cũng chả bỏ chả đâu vào đâu đâu. Nhưng mà cái này mà đào nó có nước nó chảy đúng một chỗ này là hay nhỉ. Chúng đã đào xuống luôn cái bể luôn, xong là cho một cái ống ra ngoài để sau này mình làm sử dụng làm nước uống luôn, rất nhàn rất dễ. Không lo vì nó to bây giờ gần cạn cạn rồi đấy nhỉ. Bây giờ đến đổ nước này thì có tầm một tháng nữa thôi là nó cũng hết rồi. Không thì bây giờ mình cứ đào cái phần này đi. Nào. Em thì tính như nào? Nó thấy gì mà đến một năm nó lại có. Đến một năm không? Thì lúc mà mình đào cái hết rồi thì nha, nếu mà nó chảy xung quanh nhà thì mình làm rãnh nha. Làm rãnh từ xung quanh nhà luôn. Được không?
Ví dụ từ sau này thì nào nhá. Đây là đến phần ở kia nhá. Mình đào đến tận đây này. Thì à, nếu mà nước nó chảy ra đây này, mình sẽ làm một cái rãnh như này. Rãnh xung quanh nhà luôn này. Đấy, xung quanh nhà này. Làm cái này, là làm cao luôn em ơi. Làm cao để sang bên này hoặc là sang bên này để làm dùng nước để sử dụng luôn. Nó cũng ra từ đấy nước này. Trên mình là nước sạch luôn mà không làm một cái bể chơi một cái bể làm một cái bể luôn làm một cái bể xong là làm nước sử dụng luôn. Nhưng mà nếu mà nó như ở kia thì bao năm nó không có phản đâu. Đào đến tầm này, tầm này là được rồi. Tầm đấy là đẹp. Đào đến tầm này là đủ một cái... Đủ rồi. Nhưng mà... Đào đến tầm đấy là đủ rồi. Nếu mà bên này mà có nước thì mẹ là... Cho cái bể, cho làm cái bể ngầm luôn. Bể ngầm ở dưới nước, dưới đất luôn. Không bắt đầu lấp bê tông ở trên, không bắt đầu là dẫn ống ra ngoài. Để dùng nước ấy sử dụng để sử dụng luôn chứ không phải đi đâu mà xách nước xách nước nữa chứ không như ở dưới nhà dưới em mà bên kia em này mất bao nhiêu tiền để ra tận ở trên này kéo mà đây thì đến muộn thì cũng phải kéo từ kia lên luôn nhá. Trên này có nguồn nước nào không? À, xin đi có à? Thì cái nước kia kéo lên thôi. Sao bên kia kéo lại thằng ấy cực khổ ra. Rồi bây giờ đang băn khoăn về là không biết có đào tiếp hay không. Cứ đang xem tình hình như nào ấy thì thôi thôi. Còn này cứ đào đủ đi, đào đủ cho xem tính sau. Nay bây giờ nữa một ngày nó đào đến tầm này không? À, bây giờ đằng kia em không đào nhá. Bây giờ em chỉ đào nguyên góc này lên thôi. Đào nguyên góc này và xung quanh cái chú này xem mạch nước nó như thế nào. Em mất khoảng một buổi của em đào thôi. Đấy. Thì em dùng đấy. Em chỉ đào quanh này đến cái chú này thôi. Đào đến đây là đủ đúng không? Đào đến đây là đủ đúng không? Em đào đây rồi. Em đào lên đây rồi. Thì em đào xung quanh nước kia lên đây rồi. Đào cho nó thấp xuống xem nước nó chảy như thế nào. Để anh hôm nào anh lại lên xem tình hình nó như thế nào. Mai thì đào ở cái này bên này một phần nữa. Bên đấy không đào nữa, chỉ đào khu này thì đào đây. Đào cả cái tảng đá ra nữa. Đào đúng chỗ mình nước ra này. Xem là nó còn chảy như thế nào nữa. Đào xung quanh này thôi, đào từ xung quanh này đi xuống để xem mạch nước ở đây này. Thì nước này có mạch nước này chạy như nào? Một chút ở đây có đây. Ở đâu cũng có nữa em. Cái đá to này đấy. Đá to này chắc là nước nó bị gì rõ thôi. Cái này không thấy cả. Đúng không? Nó không chảy ra đâu. Cái gì rõ thì ở đây ra thôi. Cái gì rõ gì thôi. Thì sau này thí dụ mà đào đi ra kia này nó bị chảy như này thì mình làm cái rãnh như này xong rồi nhà mình ở đây này nó không ở dưới này lên này nước mà nó từ dưới lên mới mình mới hốt còn từ giờ gì từ trên này xuống thì mình không chả có gì hốt cả. Mai sáng mai em làm kìa đào chỗ kia lên để xem cho nó đủ lên kia. Đấy. Cho đủ xem mạch nước nó chảy đi đâu. Để xem nó như thế nào để nếu mà ấy còn biết làm chứ còn bây giờ mà đào nửa chừng này nước nó chảy qua tí này thì các em bảo bỏ chừng này thì nó em có thấy phức tạp hơn không? Nếu mà nó có nước chảy từ dưới lên, mọc từ dưới lên, làm bể ngầm luôn. Cho ống dẫn ra ngoài kia để làm nước sử dụng luôn. Với lại mình không phải tốn tiền để bơm mới biết từ đâu lên nữa. Anh em mình thì cứ đào ở bên này nhá. Đào bên này một hôm nữa xem nhé.
mình đào bên này mình không có xem là cái tình hình nước của nó sẽ nó còn là như này không. Nếu mà nước nó mà cảm thấy mà nhiều quá thì thôi mình không có đào phần này nữa, mình ra cái khác mình làm, mình tính cái khác mình làm. Bây giờ mà mình đang đào được một nửa này rồi, gặp một chút cái nguồn nước này, thì ra là em xử không có muốn là đào thêm nữa. Bây giờ anh bảo em nhá, nếu mà đào mà nguồn số nước ở trên kia mà nó cạn đi không xuống nữa nhá, thì em cứ đào bình thường, làm được cái nhà bình thường. Tại vì chỗ nào thấp nó sẽ đi, nước nó chảy về đấy. Giờ nước vẫn nó ấy lên, nước nó chảy lung tung thôi. Trước nước này là toàn ở trên kia xuống đúng không? Không, ở đây. Đây, dưới đây, đây. Nhưng mà trước cả cái rãnh này ở xuống kia xuống hết tất mà đúng không? Chưa đào ấy, chưa chảy được. Chảy đường đấy thôi. Nhưng mà ở chỗ này trước có chảy đây đâu. Bây giờ đào nó mới chảy chứ. Chỗ này là nó chảy rồi, chỗ này nó chảy từ trước rồi. Chỗ này này. Còn chỗ này đường nó vừa đào thì mới chảy thôi. Thì bọn em cứ đào chỗ mấy anh bảo này, cứ đào đây lên để xem cái chỗ nước này nó từ đâu ra. Thì mình biết được chứ, bây giờ mà thấy nước như này thì em là ui, không đào nữa thì biết nước nó chảy từ đâu ra, biết nó đi chung một chỗ hay là nó chảy lung tung đúng không? Còn bây giờ các em bảo không làm đây thì bên kia thì cũng ok thôi, sao cả. Bây giờ mà xuống nhà dưới thì cũng làm được, đây vẫn làm ok thôi, nhưng mà sợ người ta phải xuống nhà dưới. Có một cái này đúng không? Nhưng bây giờ đào, bây giờ làm một phần như thế này. Có chút mét thôi nhỉ? Bây giờ đến kia tôi tầm là 12 mét rồi, tầm này chưa? Mà thoải mái rồi đấy. Nhưng mà sợ đào thì bên kia lại có. Nhưng mà chắc là bên kia không có, bên kia thường có. Bên kia thì nó không có chảy như mấy cái mảnh nó chảy đâu. Thế mọi thì cho lực tính là làm ở cái phần này, làm cho các em một ngôi nhà ở đây. Và sau này mà các em mà lớn lên rồi có kinh tế rồi thì hai anh em sẽ làm ở gần nhau thì cho nó tiện hơn. Nếu bây giờ làm bên này em có muốn làm không? Nếu mà đào xuống nó có nước thì tính sau lại đào cho nó bằng đi thì cứ làm bất ruộng luôn. Thì trồng lúa ở đúng không? Còn bây giờ em chưa thử thì em cứ hốt thì làm sao được. Cái này em đào một ngày sao? Cái này đã đào bằng rưỡi luôn. Hay ông cho làm nhà thì đến giờ không làm thì không phải là nhà đây. Xin chào. Quay cho em. Vừa rồi thì anh mà chuyên gia làm về xây cô bác thì cũng nói với cháu Lực là chỗ này nếu mà để làm nhà thì vẫn làm tốt thôi, nhưng mà em xử lại không có muốn mấy cô bác ạ. Do là em mấy là chưa biết về, chưa biết là cái kinh nghiệm cho lắm, cho nên là em ấy vẫn còn sợ hãi là sau này làm thì sẽ sợ là sẽ bị lún hay là bị sập nhà gì đi chăng nữa. Cho nên là chắc là cháu Lực cái phần nền này sẽ phải tạm dừng lại một hai hôm và xem cái chỗ có phần đất nào mà nó tốt hơn không thì sẽ tìm cái chỗ đấy để mà làm các bác. Bây giờ thì đào thì cũng đã được một nửa rồi đấy sử nhỉ, chỗ này ấy. Đấy, khá là rộng rồi, chỉ cần đào thêm độ đến cái tả ly kia nữa là xong rồi, đã được một cái nền nhà rồi. Nhưng mà do không may là cái nguồn nước này đào xong là nó bị dò mấy nơi, xử thì sợ đúng không? Bây giờ nếu mà chỗ này làm không được thì xử muốn là ở chỗ nào? Theo em ấy. Muốn đi bằng, đi hỏi chứ bằng ai cán đời. Đây,
ruộng rồi. Hồi nhà chú là có đổi đất ruộng không á? Ở phần bên kia à? Là đổi, nghĩa là đổi cái chỗ mảng của em sang bên này đúng không? Được. Nhưng mà bây giờ mình cũng phải là hỏi qua xá nữa, xem là xá nó có đồng ý là cấp phép cho mình để mình xây nhà ở trên cái đất ruộng không. Đấy, lại còn là cái điều đấy nữa. Cái này phần này về thì anh sẽ về hỏi xá, nếu mà được thì mình ra bên kia cũng được. Vâng. Nhá. Nhưng mà ở ra bên kia thì các em lại lúc mà làm ruộng thì lại phải chạy một đoạn đấy nhỉ. Đấy, từ bên kia sang bên này thì rơi vào tầm là 3 đến 4 cây các bác. Hôm nọ thì nếu mà này mà không gặp được cái nguồn nước thì bây giờ cũng đã đào xong rồi ấy, là chỉ mình gọi vật liệu vào được rồi đấy. Đấy, nhưng mà do là gặp một chút khó khăn của bác thì nó sẽ bị chậm tiến độ mà làm nhà của ba ông cháu thêm, thì rất là mong quý ông bà cô chú anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực về cái phần này. Và đào niền này gặp cái nguồn nước như này thì cháu Lực cũng có điện cho bạn Trình rồi và cũng có nói qua với bạn ấy rồi. Muốn nói qua với bạn ấy rồi thì bạn bảo là hôm nào để bạn ấy cùng lên xem thêm một lần nữa. Bây giờ thì cái chỗ này thì mình cứ tạm dừng. Bây giờ theo em là em muốn là phải tạm dừng rồi đúng không? Theo em là không muốn làm ở chỗ này đúng không? Nếu mà hôm nọ mà không có bị gặp nguồn nước thì Sử là rất thích là ở đây rồi nhỉ. Ở đây thì còn là gần ruộng nữa, nhưng mà bây giờ lại gặp phải cái nguồn nước thế này. Ông thì bảo gì không? Ông bảo là lấy cái đá kẻ đây làm đất cho nó bảo đây nó làm gì? Với đá kẻ à? Đấy, bây giờ là phải tính đến phần kè nữa, nếu mà bây giờ kè đến tận kia là đủ rồi nhỉ. Đấy, nhưng mà kè này thì cũng không kè thì không có được à, anh không muốn phần kè cho lắm tại vì kè này là sợ là sau này nó bị lún xuống ấy. Đấy, thế sẽ cào khâu bình nữa đấy, về vừa mới năm rồi đấy, à sẽ cào khâu bình nữa. Khâu phải nữa. Ừ. Cào khâu phải nữa cả mặt thái thì bên đây à, lên sân. Ừ. Khâu đâu khâu phải lên lư đi mà đi mình lụt cái này rồi chắc chắn đấy, sẽ mình lụt cái này đấy chứ. Ừ. Liệu vào hốc à, hốc ăn à, danh tiền tiền thành dân bật tiền nào. Ừ. Liệu hàng năm ý tổ về tổ hiên thế nào. Ừ. Đấy, cho ta đi tìm hiểu lên thôi. Ta phải thao với vì rồi nhờ lấy lục bay lục đây lên bảo quá ở sang tiền thì mò nó tính ăn là sĩ cả khai hô là tính mất tiền ba mùa là mùa là mùa trời cũng chẳng hay là biết lấy ra tới sáng. Bây giờ thì nếu mà nước mà nó mà chảy từ cái dưới cái phần nền này lên này các bác này thì mới sợ này, còn là đang ăn như cái nước kiểu nó chảy từ cái phần tản ly xuống này thì nó cũng mình xử lý được cái này ấy. Lấy gạch một chặng. Không thì mai mình cứ đào một hôm nữa phải bên này xem nhỉ. Ông bảo anh đào thì những lần đây nhưng mà ông bảo là lấy đá kè đây thôi. Đá kè đây quá. Đá kè ở đây thì bây giờ mình đá kè thì mình phải đi mua lên là vận chuyển nó rất là khó đấy. Đá em biết từ bên kia sang nếu mà mua một cục đá to này chỉ được một chuyến rồi. Bây giờ thì ông là đang muốn là kè ở đây đúng không? Kè ở đây đúng không? Kè ở đây thì kè đến tận đây lên à? Nghe như nào? Để đến được đâu? Phát sự sát
Bây giờ thì về cái phần đào, phần nhà này đào thêm nữa thì cháu Lực sẽ lại cân nhắc thêm một thêm độ mấy ngày nữa rất là kỹ thì mới tiến hành là đào cái nền nhà này tiếp này cô bác này. Tại vì bây giờ em xử là nếu mà đào thêm sau này sợ mà không có làm được nhà thì em này phải đi giả công rất là nhiều. Hôm nọ thì cháu Lực cũng có bảo với em rồi, bảo là đào nhờ người ta ra một hai hôm, nếu mà không có đào hết thì phần còn lại thì sẽ để cho Lực tính và xử lý thêm. Nhưng mà do là bây giờ đang đào thì gặp phải cái nguồn nước này này thì thành ra là bắt buộc là phải dừng lại đó. Nguồn nước thì chảy thì cũng vừa vừa thôi, không có khá là to cho lắm, không có khá là nhiều cho lắm. Còn hôm nay thì gặp phải cái tình trạng này thì khuôn mặt của Sử khá là buồn đấy nhờ, không có được vui cho lắm đấy, chứ không hôm nọ mấy hôm đầu mà đào nền thì mặt rất là hớn hở rồi thanh niên đấy, sắp có nhà mới ở chỗ này rồi nhưng mà lại do là không may là gặp phải khó khăn này. Nếu hôm nọ gặp đá to thì có sợ không? Hôm nọ nếu mà gặp đá to thì có sợ không? Đá thì không sợ nhưng mà sợ gặp nước như thế này đúng không? Thế còn là trước khi hôm nay thì có Lực xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Và ở đây thì có bác nào mà đã có những kinh nghiệm như này thì có thể là điện thoại cho cháu Lực và chỉ dạy cho cháu Lực thêm. Bây giờ đào thì vẫn đào được tiếp và làm được thôi cô bác. Nhưng mà do là em xử là sợ sau này nó bị lún hay là bị như nào đấy, em không có muốn là tiếp tục mà đào nữa, tiếp tục mà làm ở chỗ này. Còn cái phim hôm nay thì cháu Đức xin được chia sẻ đấy cho cô bác. Cảm ơn cô bác trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng bạn em và đã luôn luôn đưa ra những ý kiến giúp cho bạn em có thêm giúp cho cháu Lực có thêm kinh nghiệm về cái phần làm kinh nghiệm này thêm nữa cô bác. Còn bây giờ thì cái thức phim hôm nay thì cháu Lực xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở tuần sau tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào cô bác anh chị. Cháu Sử xin kính chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị.